Đừng vì cơm áo gạo tiền mà từ bỏ đến những gì mình ao ước. Tớ biết là con đường phía trước của tớ còn rất dài, nhưng tớ sẽ không từ bỏ, không dừng lại. Cậu biết không, đã rất nhiều lần tớ từng tưởng tượng, chỉ một lần thôi, tớ được là người tự do, được làm những thứ mình thích, được đi học và được thành người mà mình muốn trở thành. Tớ sẽ ở đây cổ vũ và đồng hành với cậu, và vẫn sẽ là người nhà của cậu. Tớ biết năm ấy cậu ghi gì đến lưng tớ là người nhà. Cậu muốn gặp Happy à? Nhưng mà con bé cá tính lắm đấy nhá, không dễ làm quen với người lạ đâu. Cậu lo là một cô bé con sẽ bắt nạt tớ à? Con bé có thể làm cho người lớn tức xì khói tai đấy, tớ cảnh báo trước. Để xem. Hôm nay mẹ cho con gặp ai vậy? Sao mẹ cứ dặn con ngoan mãi thế? Mẹ dẫn con đi gặp một người bạn của mẹ, một người mà mẹ rất quý, nên con phải thật ngoan đấy nhá. Chào chú đi con. Chào cha chú ạ. Chú cho Happy. Cháu là Hạnh An, chỉ có những người thân thiết mới được gọi là Happy. Nào, Happy. Chú là Trung, bạn của mẹ Hạnh.